chân dung 12 nữ tướng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ở Vingroup. Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng là nơi hội tụ của nhiều nữ CEO đài sắc vẹn toàn. Dưới đây là chân dung 12 nữ tướng nổi bật của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ở tập đoàn Vingroup, là tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam. Vingroup được biết đến nhiều với việc trọng dụng các bóng hồng vào những chức vụ lãnh đạo chủ chốt. Lý giải về điều này, chủ tịch Vingroup tỷ phú Phạm Nhật Vượng từng nói, phụ trách về an ninh, đối ngoại là đàn ông, xây dựng là đàn ông, phát triển dự án cũng là đàn ông, thế nhưng kinh doanh chẳng hạn lại là phụ nữ. Một Nguyễn Diệu Linh, phó chủ tịch tập đoàn Vingroup. Bà Nguyễn Diệu Linh sinh năm 1974 tại Hà Nội trước khi gia nhập Vingroup. Bà Nguyễn Diệu Linh là luật sư của hãng luật Morgengeres và partner tại Hà Nội và cộng sự hãng luật Thiết Lloyd Nguyen, Hà Nội tháng 1 năm 2005. Bà Nguyễn Diệu Linh gia nhập công ty cổ phần Vincom, tiền thân của tập đoàn Vingroup, trở thành phó tổng giám đốc Vingroup vào tháng 9 năm 2008, năm 2011. Bà Nguyễn Diệu Linh làm phó chủ tịch hội đồng quản trị và người công bố thông tin của Vingroup đến 2018, và Linh tiếp tục được bầu làm tổng giám đốc kiêm phó chủ tịch hội đồng quản trị của Vinhome cuối tháng 2 năm 2019. Bà Linh được bổ nhiệm làm chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần Vinhome. 2. Phạm Thu Hương, phó chủ tịch tập đoàn Vingroup. Bà Phạm Thu Hương được biết đến là một trong những người sáng lập Vingroup, tập đoàn kinh tế tư nhân hàng đầu Việt Nam, và giữ vai trò là phó chủ tịch thường trực thứ hai. Cũng giống như chồng mình là ông Phạm Nhật Vượng, bà Hương là người phụ nữ rất kín tiếng trong cuộc sống riêng cũng như chưa từng để lộ hình ảnh với công chúng. Bà Hương sinh năm 1969 tại Hà Nội, có bằng luật tại Ukraine, là cổ đông của Technocom từ năm 1994 trước khi chuyển sang giữ chức vụ tại Vincom. Bà Hương là người phụ nữ luôn nằm trong top đầu những nữ doanh nhân giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam, trong đó vào năm 2013. Bà Hương đứng ở vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam với việc nắm giữ hơn 49 triệu cổ phiếu fix tương đương 3.436 tỷ đồng. Bà Phạm Thúy Hằng, phó chủ tịch tập đoàn Vingroup. Bà Phạm Thúy Hằng, em vợ ông Phạm Nhật Vượng, hiện là phó chủ tịch Vingroup. Bà Hằng cũng từng có thời gian nắm quyền tại Technocom. Bà Hằng sinh năm 1974, là doanh nhân trẻ nhất lọt top 10 người giàu nhất sàn chứng khoán. Năm 2013, bà Hằng đứng ở vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng này với việc sở hữu gần 33 triệu cổ phiếu VIX, tương đương 2.294 tỷ đồng, cùng với chồng, anh rể và hai chị gái. Gia đình bà Hằng là gia đình giàu nhất sàn chứng khoán năm 2012, song cũng giống như chị gái, bà Phạm Thúy Hằng hầu như không lộ diện trước truyền thông. 4. Mai Hương Nội, phó tổng giám đốc Vingroup. Bà Mai Hương Nội hiện là phó tổng giám đốc thường trực, thành viên hội đồng quản trị Vingroup, phụ trách các công tác mang tính chiến lược về phát triển và cải tổ nội bộ của tập đoàn. Bà Mai Hương Nội sinh năm 1969 tại Hà Nội, là cử nhân ngân hàng của Đại học Kinh tế Quốc dân. Bà Hương Nội gia nhập vào Vingroup năm 2006 với vai trò là thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần Vincom, sau đó giữ chức tổng giám đốc Vingroup từ tháng 3 năm 2006 đến tháng 6 năm 2012. Trước đó, bà Hương Nội từng công tác tại Bưu điện Hà Nội với các vị trí kế toán viên, phó phòng thanh toán cước phí, trưởng phòng thanh toán cước phí thuộc trung tâm dịch vụ khách hàng. 5. Bà Nguyễn Thị Dịu, tổng giám đốc VinID. Bà Nguyễn Thị Dịu sinh năm 1973 và hiện đang làm phó tổng giám đốc Vingroup, đồng thời cũng là thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần Vincom Retail, mã VRE. Bà Dịu gia nhập tập đoàn từ năm 2014 và lập tức giữ chức vụ phó tổng giám đốc.
Trước đó bà từng có thời gian làm giám đốc phụ trách thị trường Việt Nam của ngân hàng UBS Thụy Sĩ, chủ tịch hội đồng quản kiêm tổng giám đốc công ty cổ phần tư vấn tài chính đầu tư AFH, trưởng đại diện kiêm giám đốc phụ trách nghiệp vụ ngân hàng đầu tư ngân hàng JP Morgan tại Việt Nam. Về quá trình học tập, bà là cựu sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân và Đại học Sư phạm Ngoại ngữ, thạc sĩ quản trị kinh doanh chuyên ngành tài chính Đại học Hawaii. 6. Bà Lê Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch Tập đoàn VinGroup, Chủ tịch VinFast. Bà Lê Thị Thu Thủy được biết đến là một trong những chiến tướng gắn bó với VinFast từ những ngày đầu thương hiệu này ra đời. Nữ tướng VinFast sinh ngày 22 tháng 7 năm 1974, quê quán Bình Định. Bà Thủy có trình độ cử nhân kinh tế của Đại học Ngoại thương Hà Nội, thạc sĩ quản trị kinh doanh MBA của Đại học Quốc tế Nhật Bản và chứng chỉ chuyên gia phân tích đầu tư tài chính CFA. Năm 1996 đến năm 1998, bà Thủy làm việc tại chương trình tín dụng của Ủy ban châu Âu tại Việt Nam, rồi giữ chức phó chủ tịch ngân hàng đầu tư của Lehman Brothers tại thị trường Nhật Bản, Thái Lan và Singapore từ năm 2000 đến năm 2008. Tháng 11 năm 2008, nữ doanh nhân 7X bắt đầu gia nhập VinGroup với tư cách là trưởng ban đầu tư của tập đoàn. Năm 2011 đến năm 2012, bà Thủy lần lượt được bổ nhiệm làm phó chủ tịch hội đồng quản trị, kiêm tổng giám đốc tập đoàn VinGroup. Trong quá trình tham gia vào VinGroup, bà Thủy đã có nhiều đóng góp lớn khi trực tiếp thực hiện thành công nhiều thương vụ quan trọng với đối tác nước ngoài cho tập đoàn như phát hành 100 triệu đô la Mỹ trái phiếu chuyển đổi quốc tế của Vincom vào năm 2009 và 300 triệu đô la Mỹ trái phiếu chuyển đổi quốc tế của VinGroup vào năm 2012. Đáng chú ý, vào năm 2013, bà Lê Thị Thu Thủy là nữ doanh nhân duy nhất của Việt Nam được Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF bình chọn là một trong 199 lãnh đạo trẻ toàn cầu 2013, nhân Global Leader YGL Class of 2013 về những đóng góp của mình trong điều hành. Với danh hiệu này, bà Lê Thị Thu Thủy đã được công nhận là thành viên chính thức của Diễn đàn Lãnh đạo Trẻ Toàn cầu thuộc WEF. Trong bài báo viết về VinFast, trang Autonews cho biết tháng 6 năm 2017, VinGroup quyết định gia nhập thị trường ô tô. Vào thời điểm đó, Chủ tịch VinGroup Phạm Nhật Vượng gọi cho bà Lê Thị Thu Thủy, khi ấy còn giữ chức vụ Phó Chủ tịch VinGroup, và yêu cầu bà mở nhà máy sản xuất ô tô đầu tiên của Việt Nam. Nữ tướng VinFast cho biết tháng 9 năm 2017, tôi bắt đầu đi khắp thế giới để nói với mọi người trong ngành ô tô và cung ứng. Họ nghĩ rằng chúng tôi điên rồi, nhưng sau đó bắt đầu tin vào kế hoạch của chúng tôi. Chúng tôi có quan hệ tốt đẹp với BMW ngay từ lúc bắt đầu, cũng như tương tác khá tốt với GM. 7. Bà Dương Thị Hoàn, Phó Tổng Giám đốc VinGroup. Bà Dương Thị Hoàn sinh năm 1978 và tốt nghiệp trường Đại học Thương mại với bằng cử nhân và bằng thạc sĩ quản trị kinh doanh. Theo chương trình đào tạo liên kết của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Benedict in Illinois, Mỹ, bà được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc tập đoàn từ tháng 8 năm 2016. Trước đó, bà giữ chức vụ trưởng ban truyền thông tập đoàn từ năm 2007 đến năm 2016 và giám đốc công ty Hùng Việt từ năm 2005 đến đầu năm 2007. 8. Bà Thái Thị Thanh Hải, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vincom Retail. Bà Thái Thị Thanh Hải là người không mấy xa lạ với giới tài chính Việt Nam khi có 22 năm kinh nghiệm làm việc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Deloitte Việt Nam, một trong hai công ty kiểm toán lớn nhất Việt Nam. Bà từng giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc tại công ty kiểm toán này trước khi tham gia vào Hội đồng Quản trị Vincom Retail đợt vừa qua. Bà Thái Thị Thanh Hải đã đảm nhiệm vai trò tổng giám đốc tại công ty VinCommerce, chủ đầu tư của hệ thống Vinmart và Vinmart Cộng thuộc tập đoàn VinGroup.
bà cũng chính là người xây dựng hệ thống chuỗi cửa hàng tiện lợi Vinmart cộng từ những ngày đầu cho tới nay với quy mô 65 siêu thị và hơn 1.000 cửa hàng và trở thành chuỗi bán lẻ quy mô lớn nhất Việt Nam. 9. Bà Nguyễn Thị Thư Huyền, kế toán trưởng. Bà Nguyễn Thị Thư Huyền sinh năm 1973 là cử nhân kế toán, được bổ nhiệm làm kế toán trưởng của tập đoàn từ năm 2008 đến nay. Trước đó, bà là giám đốc tài chính từ năm 2005 đến năm 2008 và kế toán trưởng của công ty cổ phần đầu tư Hà Việt từ năm 2003 đến năm 2005. Bà Nguyễn Thị Thư Huyền tốt nghiệp với bằng cử nhân kinh tế tại Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội và bằng cử nhân ngoại ngữ tiếng Anh tại Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội. Bà cũng là thành viên của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc ACTA. 10. Bà Lê Mai Lan, Phó Chủ tịch VinGroup, Tổng Giám đốc Vinamilk. Bà Lê Mai Lan sinh năm 1969, bà tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh Đại học Tổng hợp Berlin từ năm 1997 đến năm 2001, giám đốc kinh doanh ngân hàng ABN AMRO từ năm 2001 đến năm 2005, giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội, chuyên gia tư vấn tài chính độc lập của công ty tài chính quốc tế IFC World Bank. Từ năm 2005 đến năm 2013, tổng giám đốc công ty đào tạo và tư vấn nghiệp vụ ngân hàng. Từ năm 2014 đến nay, chủ tịch công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Vinschool. Chủ tịch hội đồng quản trị công ty đào tạo và tư vấn nghiệp vụ ngân hàng. 11. Bà Trương Lý Hoàng Phi, Tổng Giám đốc Fintech City Tập đoàn VinGroup. Trương Lý Hoàng Phi sinh ngày 6 tháng 1 năm 1982, quê gốc ở Đà Nẵng. Trương Lý Hoàng Phi tốt nghiệp Học viện Hành chính Quốc gia. Sau khi ra trường, chị làm việc trái ngành trong ngân hàng, tiếp theo là làm viễn thông và từng là Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp VSSC. Kiêm Tổng Thư ký Hội Doanh nghiệp Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh YBA. Trương Lý Hoàng Phi xuất hiện trong chương trình Sát Tăng Việt Nam với vai trò là một guest star, nhà đầu tư khách mời, thay thế vị trí của Sát Khoa. Cùng những trải nghiệm trong cộng đồng khởi nghiệp của mình, Sát Trương Lý Hoàng Phi có những góc nhìn đầu tư khởi nghiệp khác biệt và sâu sắc. Năm 2018, bà Trương Lý Hoàng Phi được mời về làm Tổng Giám đốc Fintech City thuộc tập đoàn VinGroup. 12. Thái Vân Linh, CEO, công ty hỗ trợ khởi nghiệp VinGroup Venture. Bà Thái Vân Linh sinh năm 1977 tại thành phố Hồ Chí Minh, còn được biết đến với tên gọi Sắc Linh khi tham gia vào chương trình Sắc Tăng Việt Nam trên sóng truyền hình. Bà Linh sang Mỹ từ năm 2 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ quản trị kinh doanh chuyên ngành tài chính tại Mỹ. Từ tháng 9 năm 1999 đến tháng 6 năm 2000, bà Thái Vân Linh làm điều phối viên marketing tại stamps.com, một công ty trong lĩnh vực biểu chính. Rời stamps.com tháng 7 năm 2000, bà Linh đầu quân cho The TV Corporation với vị trí phó giám đốc tiếp thị và kinh doanh quốc tế. Chỉ sau một năm, bà Linh được lên làm giám đốc marketing của công ty này và giữ vị trí đó đến tháng 3 năm 2004. Giữa năm 2006, bà Linh làm việc tại ngân hàng đầu tư Bank of America Security, một công ty con của Bank of America. Sau gần 2 năm làm việc tại ngân hàng này, đến tháng 7 năm 2008, bà Linh quyết định về Việt Nam làm việc tại quỹ Vinacapital. Theo thông tin được Vinacapital xác nhận hồi tháng 12 năm 2017, bà Linh giữ chức giám đốc vận hành và tác nghiệp tại quỹ này cuối năm 2018. Hội đồng quản trị VinGroup đã ra quyết định thành lập công ty con với tên gọi Công ty Cổ phần VinGroup Venture. Ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn và dịch vụ hỗ trợ. Đáng chú ý, trong cơ cấu cổ đông của VinGroup Venture có sự xuất hiện của bà Thái Vân Linh, sở hữu 10%, và cổ đông còn lại là ông Nguyễn Hồng Quân sở hữu 20%, ngoài góp 10% vốn.
bà Thái Vân Linh còn làm tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.